right. Muốn đi đâu? Muốn đi đâu mà mang quần áo? À, chị bé đây kia, chị mặc quần áo cho đi. Mặc quần áo vào đi. Đi muốn mặc quần áo đi. À, ngồi đây. Làm đấy chị mặc quần cho. Chị mặc áo cho. Ừ, mặc áo đi. Ta không ngủ nữa mà dậy sớm đi. Xó tay vào. Ngủ sơ rồi. Nằm đây chơi ngoan nhé, để chị cho chị lau nước nhỉ. Yeah.
Chồng kia ra làm gì đấy? Để chị cất cái chổi nhá. Đâu mà cất chổi? Chủ đấy là gì đấy? Ê, đi đi đâu vậy? Làm yêu cái gì? Cho mình một chén tuyết và một sữa. Con cá nhỉ? Cá bông lụa. Đây chị đang đi ra. Ngồi đây, ngồi chờ. Chơi nhé, chơi chơi. Đây, cái này. Đây. Good.
chị bóc hình gương cho mình ăn tiếp nha. Chờ chị ý xíu nhá, rồi chị đưa về. Về thôi.